Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết cho đến mười lực của Phật cũng vô sở hữu. Mười lực của Phật vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc mười lực của Phật, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. Như vậy, tất cả đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lần lượt cũng vô sở hữu. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp chủng tánh cũng vô sở hữu. Pháp chủng tánh vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy hoặc pháp chủng tánh, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp thứ 8, pháp dự lưu, pháp nhất lai, pháp bất hoàn, pháp A-la-hán, pháp độc giác, pháp Bồ-Tát, pháp Như Lai, lần lượt cũng vô sở hữu. Pháp thứ 8 cho đến pháp Như Lai vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc pháp thứ 8 cho đến pháp Như Lai, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết dự lưu cũng vô sở hữu. Dự lưu vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc dự lưu, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu, bất khả đắc.
Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, độc giác Bồ Tát Như Lai cũng vô sở hữu. Nhất Lai cho đến Như Lai vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết Đại Thừa cũng vô sở hữu. Đại Thừa vô sở hữu nên biết Vô Lượng cũng vô sở hữu. Vô Lượng vô sở hữu nên biết Vô Số cũng vô sở hữu. Vô Số vô sở hữu nên biết Vô Biên cũng vô sở hữu. Vô Biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại Thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy hoặc Nhất Lai, cho đến Như Lai, hoặc hư không, hoặc Đại Thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết thanh văn cũng vô sở hữu, thanh văn vô sở hữu, nên biết độc giác cũng vô sở hữu, độc giác vô sở hữu, nên biết chánh đẳng giác cũng vô sở hữu, chánh đẳng giác vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết độc giác thừa cũng vô sở hữu, độc giác thừa vô sở hữu, nên biết thanh văn thừa cũng vô sở hữu, thanh văn thừa vô sở hữu, nên biết Như Lai cũng vô sở hữu, Như Lai vô sở hữu, nên biết trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu, trí nhất thiết tướng vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại Thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy hoặc thanh văn, hoặc độc giác, hoặc chánh đẳng giác, hoặc đại thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc Như Lai, hoặc trí nhất thiết tướng, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, như cõi niết bàn có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Do nhân duyên này nên nói như vậy, chỉ như hư không có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, ông nói, còn như hư không, không đến không đi, không trụ có thể thấy, đại thừa cũng vậy, không đến không đi, không trụ có thể thấy ấy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp không đến không đi cũng không trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Do nhân duyên này đại thừa cũng không có chỗ đến, chỗ đi, chỗ trụ có thể được. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Thọ tưởng hành thức không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, bản tánh của sắc không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản tánh của thọ tưởng hành thức không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, chân như của sắc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân như của thọ tưởng hành thức không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tánh của sắc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của thọ tưởng hành thức không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Này thiện hiện, tự tướng của sắc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tướng của thọ tưởng hành thức không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của sắc cho đến thức hoặc lay động hoặc đứng yên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ.